quý vị và các bạn, những năm trước đây sẽ là thời điểm mà thầy và trò trường tiểu học Lạc Đạo huyện Văn Lâm có mặt đông đủ để luyện tập các nghi lễ và hoàn thiện các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng. Thế nhưng mà năm nay thì như quý vị và các bạn đã thấy, chỉ có một vài giáo viên cùng học sinh đến trường hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo cho một lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, an toàn và vẫn đầy đủ ý nghĩa. Năm học 2020-2021, trường tiểu học Lạc Đạo huyện Văn Lâm có gần 1.800 học sinh. Để đảm bảo yêu cầu giãn cách phòng chống dịch COVID-19, nhà trường triển khai lễ khai giảng với hai hình thức, trong đó khoảng 400 học sinh sẽ dự lễ khai giảng trực tiếp tại trường, số còn lại sẽ theo dõi trực tuyến qua phần mềm Trans. Nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ các vật tư y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, đồng thời yêu cầu phụ huynh hạn chế tập trung đông người tại trường. Về cái cơ sở chuẩn bị các em theo dõi cái trực tuyến thì cũng sẵn sàng các thiết bị, hơn 500 điểm cầu của các cháu có thể vào cùng một lúc. Tại trường mầm non Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, thay vì tập trung cả trường như mọi năm, lễ khai giảng được tổ chức theo từng lớp học. Theo chỉ đạo, nhà trường không tập trung trẻ tới lớp để tổ chức tập luyện trước lễ khai giảng. Các thầy cô đã có cách làm sáng tạo, đảm bảo đây là ngày hội đưa trẻ đến trường. Các cô sẽ làm những cái video clip ấy để gửi về cho các bậc phụ huynh, thì các bậc phụ huynh là theo cái những cái nội dung mà cô giáo truyền đạt thì các bậc phụ huynh rèn giúp ở nhà. Buổi sáng qua là các con đến trường thì là các cô đã rèn cho các con lại là những cái bài hát, mà bài múa mà các cô đã gửi clip về tại gia đình. Các lớp cũng đã chuẩn bị là tâm thế để cho các con được đón một ngày lễ khai giảng đầu năm học mới thật là vui vẻ và hào hứng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn các trường tổ chức lễ khai giảng diễn ra trang nghiêm, ngắn gọn, không quá 45 phút và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Chúng tôi chỉ đạo các nhà trường là tiến hành khai giảng làm sao nhanh, gọn, vừa là đảm bảo trang trọng đấy, trong ngày khai trường của học sinh, nhưng vừa đảm bảo an toàn trong cái việc phòng chống COVID-19. Tại các gia đình, các bậc phụ huynh học sinh cũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho con em tới trường. So với những mùa khai giảng trước, hành trang của các con không chỉ là cặp sách mới, quần áo mới, mà không thể thiếu khẩu trang, dung dịch rửa tay. Lần đầu tiên bé được dự lễ khai giảng ở trường tiểu học, cũng như tôi cũng là lần đầu tiên cũng được chuẩn bị cho cháu khai giảng, nên là cũng hai mẹ con cũng rất là hồi hộp và cũng chuẩn bị đầy đủ để mong là có cái buổi khai trường ngày mai tốt nhất và là mang lại nhiều niềm vui nhất cho các con. Ngày mai, mùng 5 tháng 9, cùng với học sinh cả nước, gần 315.000 học sinh của tỉnh Hưng Yên sẽ bước vào lễ khai giảng năm học mới. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Hưng Yên đã sẵn sàng các điều kiện để lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, an toàn và ý nghĩa.